Nào, hôm nay là Trung thu năm 2024. Cam lần đầu tiên được ăn bánh Trung thu. Bánh Trung thu các cô từ Việt Nam qua các cô mang cho bánh Trung thu xịn lắm, bánh Trung thu thập cẩm này. Đấy, bây giờ trước khi ăn bánh thì mình làm sao? Mình làm gì? Ăn ngát đúng rồi. Hà. Không phải đâu, con mới ngủ dậy nên là hơi có vẻ. Đấy, thì đi bổ bổ Bố hát với Cam nhá. bổ bắt nhịp cam hạt công nhá. Bố bật cho con cái điện kia. À, hạt gì à? Chiếc đèn Đèn ông sao sao năm cánh tươi màu rất là có đồng nào em cùng đèn sau vâng vâng đèn cháu tươi màu quả đêm dài nghe xa tùng Ring tùng ring tưng tưng ring ring ring. đây anh sao chiêu sao sáng người tùng ring tùng ring ring anh sao ring anh sao vui ngờ được sáng ở nơi à anh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi. Ok, em cảm hạ cả ba người đấy. Đã quá đấy, có lạc xưởng này, có trứng muối này, nhân thập cẩm, có bí này, có gì nữa, có trà bông này. Cảm ơn này, con cảm ơn các cô đã cho con bánh, ngon không? Ngon à? Thế thì Cam về tìm của bố nhá. Bánh thập cẩm này mẹ không có thích ăn. Để con ăn đi mẹ, rồi mẹ cho biết tính nhé. À, con uống nước này. Ăn đi xong hai mẹ con mình đi đi, đi công viên chưa? Ngon chưa? Nước đấy con uống đi. Ăn đáng lẽ ăn bánh này này, ăn bánh Trung thu thì phải uống với trà, nhưng mà Cam chưa uống được trà thì Cam uống nước đi, nước lọc đi. Anh nói nè. Nước lọc. Ăn cái đấy xong ăn miếng quả bơ nhé, đó, đỡ ngọt nhé, ngọt không? Cô Phương cho đấy, bánh chú Hà cho, bánh cô Tiến cho, bánh Bắc Linh cho. Trời ơi, năm nay Cam được bốn cái bánh Trung thu luôn đấy mọi người. Xong rồi hôm cuối tuần là cô Vi cũng mua ba cái, cô mua một đĩa to đùng luôn, Cam được ăn một cái ấy. Thích không? Tha hồ đồ ngọt nhỉ. Ăn con uống nước đi. Ăn xong mình tranh thủ đi ấy tí nhá, mình tranh thủ đi đi đâu nhỉ, đi ra công viên tí. Cả cho mọi người nghe dạo này á, kiểu muốn gọi là gì nhỉ, Cam muốn cái gì người ta gọi gì mà kiểu không muốn ra ngoài chơi, chỉ muốn ở nhà thôi ấy. Ở nhà ba hôm nay rồi, bởi vì sáng nào mẹ cũng bảo dậy mặc quần áo đi giày để đi chơi, đi công viên chơi, đi các bạn chơi, nhưng mà không, nhất quyết không chịu luôn đấy. Vì sao vậy? Sao dạo này không thích đi ra ngoài à? Con thích ở nhà với các em à? Ba hôm nay rồi không ra ngoài mọi người ạ. Thế là sáng nay mẹ vẫn quyết định mời. Trời mưa. Trời mưa à? Vì trời mưa à? Cãi vì trời mưa đấy. Cái gì? Đây bạn cái bộ cái gì đấy? Thằng này là điểm mai. Đây bên phải à? Maybe once. Oh, really? Nah, that's fine. Yeah. My, starting with my.
mở kho. Cam đang bán bớt đồ cũ đi. Và những tiền để tiền mà bán đồ này bố sẽ gửi về ủng hộ các bạn bị lũ lụt nhé. Cam có biết điều đấy không? Nước cuốn các bạn gì? Ồ, nước cuốn các bạn đi. Cam thương các bạn lắm. Hôm trước Cam xem mấy cái clip em bé Cam khóc quá trời khóc luôn. Các bạn Cam thương mọi người lắm. Cam khóc cái trẻ em bé. À, Cam thương em bé hả? Ok. Nó không có sợ ăn để ăn cái gì. Em bé không có đồ ăn để ăn hả? Cam có đồ ăn không? Cam có thể con ăn đồ ăn con phải làm cho Trấn. Trấn chả. Ừ. Rồi ăn bánh thôi à. Mẹ cắt ớt. Ớt à? Không phải ớt đâu, đến lọc xưởng ấy, không phải ớt đâu. Ớt cái của cái ớt trưa nay cô Vi ăn hết rồi. Cái này là cái khác ấy. Cô ăn hết rồi. Ừ, cô bảo cô ăn rồi để cô mua cho cô Cam cái mới không có cay. Cô cái này cay. Cái này cay à? Cái đâu? Có vị gì không? Con ăn mùi này có vị gì? Có nghe mùi lá chanh không? Chị mà hết của mẹ rồi. Chị mà hết của mẹ luôn à? Ừ. Mẹ để mẹ vãi hạt vàng ra ngoài cho các bạn. Đang kể đâu nhỉ? Kể các ông muốn đi chơi xong sáng nay mẹ cũng thế, sáng sớm dậy lúc 8 giờ 8 rưỡi là mẹ 8 giờ là mẹ đã bảo là Cam ơi, mặc quần áo này, đi giày vào để mình đi công viên chơi. Dụ thế nào cũng không đi nhà, bảo ra công viên xem các chú lái xe các chú gì nhỉ? Xe cần cẩu cũng không đi nhỉ. Ông mã luôn. Chú không múc xe cần cẩu. Chú không múc xe cần cẩu à? Thế ạ? Chú không múc, chú không đổ vào xe tải. Chú không đổ vào xe tải à? Vì sao? Chú tôi đi công tác các bạn. Chú đi cái gì các bạn? Chú đi công tác các bạn ăn. À, chú đi kiểm tra các bạn ăn chưa? Thế hả? Ừ. Rồi ăn hết rồi. Mẹ cắt cho 1 phần 3 của 1 phần 4. 1 phần 12 cái bánh. Đấy, ăn xong rồi dư sức rồi tí nữa mình phải đi. Tí hai mẹ con mình đi bộ nhá. Đi bộ xong rồi đấy nhá. Xong rồi đi bộ đến 5 giờ về đúng không? À. Xe xe cần cẩu. Ờ đi xem xe cần cẩu luôn. Đấy sáng nay đấy. Sáng nay mẹ bảo đi. Ăn hết rồi. Ăn hết rồi nói chưa? Rồi ăn thế thôi, nhiều quá. Uống nước vào đi. Con ăn dâu hả? Không. Con uống nước đi. Đang kể chuyện giờ đây xong rồi không đi đến lúc 10 rưỡi mẹ bảo là thôi mẹ nấu ăn, mẹ nấu trưa, mẹ nấu cơm trưa rồi. Bây giờ hai mẹ con đi ra chơi đến tầm 11 rưỡi 12 giờ thì về ăn trưa luôn, không cần phải nấu nên là đi được thì hay được. Hay là mà ăn chịu. Quần áo đẹp đẽ, ôi đẹp trai, cuối cùng ra vừa ra đến cửa trời mưa chán không. Cái trắng nè con ăn chuối nữa, ăn quả chuối nhá hay ăn mình táo cho nó đỡ ngọt nhá. Con ăn gì? Con ăn
Ôi chim kìa, có mấy chim kìa. Để ăn qua mấy đi. Chị Vân của mẹ đi, ừ. Mẹ bay cho chim đấy. À, bây giờ tí nữa mình không ra, mình không đi đi chơi, mình ra ngoài vườn. Mình ra ngoài mình làm vườn một tí không con? Chim đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Đây đây đây. Cái đâu? Đâu? Uống 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 uống. Oh no, không chưa? Không rồi. Con ăn chuối nữa không? Ăn chuối không? Bố có ăn bánh không? Bố có ăn gì? Bố có ăn bánh tôm được không? Bố có ăn gì? Bố có ăn bánh đâu chung? À, bố có ăn bánh trung thu không? Bố ăn rồi. Ăn hết rồi. Mẹ không ăn. Cam ăn rồi, bố ăn rồi. Ha. Mẹ. Ừ, mẹ không thích ăn, mẹ chỉ thích ăn nhân đậu xanh thôi với cả nhân khoai môn thôi nhưng mà ôi mẹ không thích ăn bánh truyền thống. Thôi con bye bye mọi người đi để mình ra. Bây giờ còn bây giờ mẹ cho con hai lựa chọn nhé. Con cho mọi người xem cỏ. À, con cho mọi người xem cỏ rồi cầm điện thoại nha mọi người. Không, cỏ nhà mình bố chưa cắt cỏ không có gì xem cả. Nhá. Bye bye. Chị đi rồi. Chị đi rồi. Thế giờ con muốn ra, con muốn ra vườn chơi hay con muốn đi xuống công viên chơi? Con đi ra vườn con này. Ok.